Chiều ngày 15 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2021-2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hậu Hùng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh. Mặc dù hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, năm học 2021-2022 gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung cán bộ công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn huyện Vũ Quang có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo 56 trên 57 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức thành lập mới một công đoàn ký hai thỏa ước lao động tập thể, tổ chức ký kết một chương trình phúc lợi cho đoàn viên trong việc khám chữa bệnh tại trung tâm y tế, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 5 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp với huyện đoàn hội chữ thập đỏ tổ chức hiến máu đợt 1 với 286 đoàn viên tham gia. Trong chương trình Tết Xung Vầy Xuân Bình An, trả hỗ trợ gần 130 xuất quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động với tổng số tiền là 84 triệu 500 ngàn đồng. Tổ chức lễ phát động tháng công nhân, trợ cấp cho 25 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 12,5 triệu đồng, biểu dương vinh danh 10 công nhân lao động tiêu biểu, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 4 nhà máy ấm công đoàn trị giá 115 triệu đồng, nâng tổng số 6 tháng đầu năm trao 9 nhà máy ấm công đoàn với số tiền 230 triệu đồng. Nhân các ngày lễ khác, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thăm hỏi 20 đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 10 triệu đồng, thăm hỏi 6 gia đình và 11 con cháu đoàn viên ốm đau, dị tật bẩm sinh với tổng số tiền là 9,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, chỉ đạo xây dựng 8 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân học tập và làm theo bác, gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn. Trong cuộc thi tìm hiểu về đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng có trên 1.300 đoàn viên tham gia, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đối thoại nơi làm việc, chính sách tiền lương, công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có 121 đồng chí tham gia. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực. Năm 2022 đã có 5 cơ quan đơn vị đăng ký công nhận lại đơn vị văn hóa. 100% công đoàn cơ sở đăng ký dự thi công sở sinh thái văn minh, chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tham gia cuộc thi một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó. Đến nay đã có 436 sáng kiến tham gia dự thi, đạt 130% kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Các công đoàn cơ sở hướng dẫn hỗ trợ xây dựng 13 vườn mẫu, đến nay có 8 trên 13 vườn cơ bản đạt, huy động hơn 1.000 lượt ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho công đoàn cơ sở trường mầm non Hương Minh, trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân, trao giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Liên đoàn Lao động huyện cho 18 tập thể cá nhân.